ngày 15 tháng 9 tới sẽ ra mắt mẫu MPV 7 chỗ mới Hyundai đây có thể coi là một nước đi táo bạo của nhà phân phối thành công. Bởi lẽ Hyundai Castin hay Castor 2023, tại một số thị trường quốc tế mới chỉ được ra mắt chưa đầy một năm. Tại Việt Nam, nếu như mẫu mini van đàn anh Hyundai Star, ria tìm được thị trường ngách riêng với vai trò xe chuyên dụng chở tiền và cứu thương, thì chỉ có hiếm hoi kia Carnival là tìm được thành công và đang trong thế một mình một chợ. Ngoài ra người tiêu dùng Việt đã chứng kiến rất nhiều cú ngã ngựa trong quá khứ mang tên Fortuner hay Peugeot Traveler Chính vì vậy việc ra mắt Hyundai Castin 2024 mới là một nước đi đúng đắn. Như vậy, cửa sáng dành cho một mẫu MPV là khá hẹp, trong bối cảnh phân khúc MPV 7 chỗ giá rẻ đang hết sức đông đúc, với hàng loạt cái tên sừng sỏ như Mitsubishi Spander, Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7 hay Eriga và mới đây nhất là Honda BRV bản thân mẫu xe đàn em là stargazer cũng đang ngục lạn khá sâu và chưa tìm được hy vọng trong phân khúc này dù sở hữu mức giá đã rất sát ván mới chỉ được bán ra tại duy nhất một thị trường cách đây chưa đầy một năm nên thời điểm này có lẽ là quá sớm để khẳng định một điều gì đó chắc chắn bởi các thông tin xung quanh castin cũng chưa xuất hiện nhiều vậy thì liệu mẫu xe mpv hyundai castin có phải là một nước cờ mạo hiểm hay không xét về kích thước hyundai castin định vị lớn hơn đàn em stargazer nhưng vẫn khiêm tốn hơn so với đối thủ kia Carnival. Xe sở hữu thông số lần lượt là dài 4.950mm, rộng 1.850mm, cao 1.734mm. Đồng thời, trục cơ sở đạt mức 3.055mm. Diện mạo ngoại thất của Castin chia sẻ khá nhiều điểm chung cùng Tucson, với mặt ca lăng phong cách kim cương. Khu vực đuôi xe rất bắt mắt, với dài đèn LED được làm liền mạch và uốn móc câu điệu đà ở hai bên sườn. Dàn chân xe cũng rất sắc nét với bộ mâm 5 chấu phay sơn 2 màu, kích thước 18 in. Là một mẫu MPV thứ thiện, nên cửa ra vào hai bên hông xe đều là cửa trượt tự động đóng mở bằng điện. Cốp xe cũng hỗ trợ đóng mở điện. Đối với một mẫu xe MPV, khoang nội thất mới là phần được chú trọng nhất. Và đây cũng chính là phần mà Hyundai Casting ghi điểm với người dùng. Ba hàng ghế được sắp xếp theo cấu hình 2-2-3. Không gian bên trong xe rộng rãi, với tiêu điểm là hàng ghế thứ hai thiết kế theo kiểu cáp tên tre. Với bệ đỡ tỉ tay riêng, đặc biệt, hai ghế ngồi giữa xe này có thể điều chỉnh điện nhiều tư thế và ngả cực kỳ sâu, cung cấp cho hành khách một giường nằm đúng nghĩa vô cùng thoải mái khi di chuyển chặng xa. Là một mẫu xe xuất xứ từ Trung Quốc, nên không khó hiểu khi Hyundai Casting được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại và tiện ích ngập tràn. Nổi bật trong số đó có thể kể tới, ghế bọc da cao cấp chỉnh điện có nhớ vị trí, kèm sưởi ấm và làm mát, màn hình giải trí trung tâm kích thước 10.4 inch đặt dọc có hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động có cửa gió cho cả ba hàng ghế, hệ thống đèn viền nội thất. Hyundai casting cũng rất được chú ý về khía cạnh an toàn, với đầy đủ các công nghệ tối tân như hệ thống khung gầm N3 platform chia sẻ chung với Santa Fe, Sorento, Sonata, K5, Carnival, 6 túi khí, cảnh báo mở cửa, cảnh báo áp suất lốp. Các tính năng an toàn chủ động trong gói Hyundai Smart Sense cũng có mặt đầy đủ với hỗ trợ giữ làn, giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù, phòng tránh va chạm khi lùi, phòng tránh va chạm trước, cảnh báo người lái tập trung và cả điều khiển hành trình thông minh. Về sức mạnh vận hành, Hyundai Casting cũng được định vị tương tự như vóc dáng tổng thể, tức là cao hơn các mẫu MPV giá rẻ nhưng khiêm tốn hơn đối thủ kia Carnival. Cụ thể, xe được trang bị khối động cơ Smartstream 1.5 tăng áp hoặc tùy chọn máy 2 lít tăng áp. Cả hai cùng được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp cho công suất cực đại lần lượt là 168 mã lực hoặc 233 mã lực. Dựa vào cấu hình như vậy, có thể ước tính giá xe Hyundai Casting 2024 sẽ được nhà phân phối thành công, định vị ở mức khoảng trên dưới 1 tỷ tùy phiên bản. Nếu đúng vậy, đây sẽ là một nước đi rất khéo léo của Hyundai Casting, khi lấy lợi thế giá bán để đối đầu với tượng đài phân khúc kia Carnival.